Với việc sử dụng công nghệ Direct Drive thì độ ồn hoạt động của Mozart R5 là gần bằng 0, con số không tròn chỉnh, sẽ không còn quá trình cân chỉnh vô lăng khi bật máy, sẽ không có những tiếng bánh răng khập khờp vào nhau, R5 hoàn toàn yên tĩnh và toàn bộ nhiệt lượng tỏa ra sẽ được tản bằng chính cái lớp vỏ kim loại của nó. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom, và hôm nay chúng ta mới đến với một cái chủ đề nó khá là khác, đó chính là vô lăng. Và nói đến vô lăng chơi game thì chắc là 99% các bạn đang xem video này, các bạn nghĩ ngay đến đó chính là chiếc Logitech G29, một chiếc vô lăng bán chạy nhất Việt Nam, tại vì giá nó rất là hợp lý và nó vừa đủ cho người mới bắt đầu ấy. Nhưng mà khi anh em dùng G29 một thời gian thì anh em cũng phải nhận ra những cái vấn đề của nó, đó chính là do hệ thống truyền lực bằng bánh răng nên và khuếch đại bằng bánh răng nên nó sẽ bị gọi là truyền lực nó bị delay này, nó bị kém và nó bị gợn. Và để giải quyết cái vấn đề mà bị gợn và phần nội lực kém thì anh em có thể chuyển sang những cái vô lăng sử dụng hệ thống dây đai cao cấp hơn như là của Thruckmaster T300 mà mình có các bài review ở đây này, nó khoảng tầm 9 đến 10 triệu. Và nhưng có một cái mà cả hệ thống của Logitech G29 và G923 hay là chiếc T300 Thruckmaster thì đều không giải quyết được, đó chính là vấn đề về delay và độ chi tiết của phần nội lực. Tại vì cả hai đều dùng một cái hệ thống chung, đó chính là hệ thống khuếch đại, nên là những cái nó sẽ bị delay. Nên là có một cái thứ nữa sinh ra để giải quyết tất cả những cái vấn đề của hệ thống truyền động khuếch đại dây đai và lực hoặc là bánh răng, đó chính là hệ thống Direct Drive, tức là motor truyền động 1-1. Thì những hệ thống đấy trước đây thì giá nó khá là đắt ở Việt Nam, mặc dù ở nước ngoài thì giá nó đã phổ biến hơn khá là nhiều rồi, nhưng ở Việt Nam ví dụ như là chiếc Fanatec CSLDD thì giá nó là 350 đô ở bên Mỹ, nhưng về Việt Nam các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 20 triệu, nên là mức giá này nó khá là bất hợp lý và nó cũng ngăn cản những người chơi có nhu cầu và mua vì giá nó bị đội lên quá là đắt đỏ mà. Nhưng mà mọi chuyện sẽ hết khi mà các bạn xem video này, tại vì bên cạnh mình đây đó chính là bộ Mozart Racing R5 Bundle, một bộ toàn bộ cả vô lăng này, cả motor Direct Drive này, cả bàn đạp, với cái mức giá gọi là rẻ bất ngờ, nó chỉ là 529 đô ở nước ngoài, khoảng là 14, hai con đang bán là 14 triệu ở Việt Nam. Và chiếc bộ vô lăng này đang gây sốt toàn cầu, và trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Mozart R5 Bundle đang gây cơn sốt như thế nhé. Trước khi đi vào từng món đồ một thì mình có thể cho các bạn một cái tổng kết gọi là sơ sơ của Mozart R5 Bundle nhé. Tại vì đó chính là sướng, độ sướng thì ở như chất liệu gần như toàn bộ vô lăng và bàn đạp và bay được làm bằng kim loại. Và sướng ở cái tốc độ phản hồi và độ chi tiết của motor, và nó đủ để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm đua xe phê hơn rất là nhiều. Và cũng vì vậy mà độ chính xác khi đua các bạn sẽ tăng lên đáng kể. Và Mozart R5 Bundle sẽ không phải là một chiếc đồ chơi như là Logitech G29, mà đây là một bộ vô lăng tiệm cận cái mức chuyên nghiệp để các bạn có thể trải nghiệm những tựa game đua xe một cách hoàn hảo và tốt, với cái mức giá có thể nói là ổn, tuy không phải rẻ. Nhưng mà so với trước đây những hệ thống Direct Drive thì đây lại là rất là rẻ hơn rất là nhiều. Chắc chắn, mạnh mẽ, nhỏ gọn và chi tiết là những cái gì mà Mozart R5 Bundle mang đến cho các bạn. Và điểm trừ duy nhất thì ở phần bàn đạp và chi tiết thế nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. Đầu tiên về cái mức giá 14 triệu này đi, thì Mozart R5 Bundle nó sẽ là ở cái phân khúc gọi là cuối phần phổ thông và tiệm cận phần trung cấp, nơi mà nếu mà trung cấp hẳn khoảng tầm 30 triệu cho bộ vô lăng, các bạn sẽ có Mozart R9 hay là Fanatec CSLDD Pro 8000 nm, thì đấy là những cái vô lăng cao cấp hơn hẳn và mức giá còn bỏ ra khoảng tầm 30 triệu, tức là gấp đôi chiếc R5 Bundle này. Nhưng mà ở mức giá 14 triệu thì nó cũng không phải là rẻ đâu, nhưng mà nó sẽ ở cái phân khúc nó gần như không có đối thủ. Tại vì hiện tại nhá, nếu mà so sánh gần nhất với R5 Bundle, ở dưới chúng ta có Logitech G923, chúng ta có Thruckmaster T300, và ở bên trên chúng ta có ông trùm ngào giá Thruckmaster T515. Và cả ba con đấy thì đều không có cửa so với Mozart R5 Bundle, tại vì R5 dùng Direct Drive. Direct Drive là một công nghệ cao cấp hơn hẳn tất cả những công nghệ, những cái vô lăng mình vừa nói. Rồi, đầu tiên chúng ta có một cái đóng gói nó khá là gọn, nó chỉ ngang cái hộp của G29 thôi. Đóng hộp thì phong cách nó màu xanh và trắng của Mozart. Đầu tiên chúng ta sẽ có ở bên trong nhá, các bạn sẽ có một quyển sách hướng dẫn của Mozart R5 Bundle, nói chung là nó cũng khá là cơ bản thôi, và một cái bộ sticker. Bộ sticker Mozart các bạn dán đâu thì dán, mà mình hơi buồn là chúng ta không có cái như các bạn mình mua cái pedal SRP bản thường ấy, không phải bản line nhưng mà pedal. Như trong cái bundle này thì chúng ta sẽ có một cái để dán lên sàn để chống trượt pedal cơ. Nhưng hình như là R5 bundle sẽ không có cái dán lên sàn để chống trượt. Đầu tiên các bạn thấy trên cùng, ngay một chiếc sản phẩm phân khúc cao cấp của hãng lăng cao cấp, các bạn thấy đó chính là vô lăng các bạn được bọc trong một cái túi. Nó khá là đẹp, tôi thấy các bạn dùng làm gì được và nhìn nó khá là đẹp nhá. Và đây, đó chính là chiếc vô lăng Mozart ES đi kèm. Cái vô lăng này nếu các bạn mua lẻ, giá nó khoảng tầm là 3,4 triệu, 3,5 triệu thì đấy. Thì ở đây chúng ta có một chiếc vô lăng có đường kính là 28cm. Nó sẽ là vừa nếu mà các bạn đua GT hoặc là đua F1.
thì nó cầm khá là vừa, nhưng mà nếu các bạn đua rally nó sẽ hơi bé. Tại vì rally mình nghĩ là vô lăng tầm 30 đến 33 cm sẽ cho các bạn cảm giác đánh lái tốt hơn. Còn đây vô lăng thì cái đi cắt và mình nghĩ là phù hợp với các bạn đua GT như Assetto Corsa hay là các bạn đua F1 chẳng hạn, các bạn lái Forza cũng được, chẳng làm sao cả. Và ở bên trên ngoài này chúng ta có một lớp, đó chính là da nhân tạo, nhưng mà da nhân tạo này không phải da PU nhá, nó là một cái da tổng hợp nhân tạo, nên một cái da gọi là tốt nhất hiện tại các bạn có thể có ở da nhân tạo rồi. Và cảm giác cầm nó êm, nó mềm hơn so với chiếc T300 khá là nhiều. T300 nó bị cứng, con này mình cầm nó mềm rất là sướng. Rồi đây chúng ta có một cái đường phân trắng ở đây, bên trong là được khâu bằng chỉ, nhìn rất là sang. Rồi ở bên trong nhá, chúng ta sẽ có tổng cộng là 22 nút ở đây. Các bạn phải tùy chỉnh 22 nút là gì, và chúng ta có 4 nút điều hướng ở đây là các bạn có thể điều chỉnh. Nói chung trong menu các bạn dùng khá là đủ, và các nút như pit, tiếc các thứ box nó được để đánh dấu sẵn rồi, nên các bạn hoàn toàn có thể thoải mái gọi là đi trong game và điều hướng trong game không gặp vấn đề gì. Nhưng mà sau đăng đây là một cái vô lăng giá rẻ nên là chúng ta không có encoder ở đây. Encoder là những cái bạn để vặn, các bạn có thể dùng để xoay brake bias hay là ABS hay là TCR, nhưng mà cái đấy mình nghĩ các bạn không quan tâm đâu. Những cái đấy khi mà các bạn đua, các bạn gọi là chuyên nghiệp, các bạn gọi là cực kỳ pro, khoảng tầm dùng khoảng 1-2 năm thì lúc đấy các bạn mới nghĩ và nâng cấp đến những cái mà có gọi là encoder ở đây. Còn bây giờ như này là khá là đủ rồi. Mặt trước chúng ta có hoàn toàn bằng, đây là bằng kim loại. Và đây có một dải đèn led nhỏ 3 màu để các bạn nhìn tua máy. Và đằng sau này chúng ta sẽ có hai cái lẫy cả số, và hai lẫy cả số này dùng hệ thống nút chứ không phải nam châm như những chiếc vô lăng cao cấp khác của Moza như là GS hay là những chiếc RS thì dùng nam châm, còn đây là dùng một số thôi. Và hành trình gạt nó khá là ngắn và các bạn sẽ không có dead zone, nên là mình nghĩ là gạt nó nhanh. Đằng sau này chúng ta sẽ có một cái, đó chính là hệ thống quick release của Moza ở trong này. Đây là hệ thống quick release này, các bạn tháo và lắp một vô lăng chỉ trong vòng vài giây thôi, và tất cả những reviewer từ trong đến ngoài nước họ đều bảo hệ thống quick release của Moza là sướng nhất và nhanh nhất trong tất cả các hãng. Và tí nữa lắp nhà thì mình sẽ thử cho các bạn. Và nhìn chung khi mà các bạn cầm đến chiếc vô lăng ES này thì các bạn cảm nhận nó không phải là một chiếc đồ chơi, mà các bạn cảm nhận được nó chính là độ hoàn thiện nó cực kỳ tốt và xứng đáng là một sản phẩm từ một thương hiệu cao cấp chuyển sang là một sản phẩm giá rẻ, chứ không phải là một thương hiệu giá rẻ cố gắng làm một sản phẩm cao cấp. Xong cái vô lăng, chúng ta sẽ đến với cả bộ nguồn. Bộ nguồn khá là to. Bộ nguồn của Moza này cho chúng ta adapter, nó sẽ không ghi các bạn bao nhiêu watt nhỉ. Đây 96W. Bộ vô lăng này có tiêu tốn các bạn một con số khá là lớn, tại vì những vô lăng direct drive luôn luôn có một con số tiêu thụ điện gọi là cao. Như chiếc R5 này sẽ tiêu tốn chúng ta là 96W, 95W. Và những chiếc cao cấp hơn như Moza R9 nó khoảng tầm 180W và R21 khoảng tầm hơn 300W. Ngang một chiếc PC các bạn, và R5 thì nó 5.5 Nm thôi, nên nó khá là ít. Ở bên dưới lại tiếp tục một cái túi nữa, phần này có cả túi chống sốc. Đây chính là phần bay, các bạn thấy gọi là nó, những cái mà các bạn nhìn thấy như chiếc T300 trước mình review ấy, nó rất là to. Tại vì nó dùng hệ thống khuếch đại ở bên trong, nên chúng ta cần một cái motor nhỏ, hai cái bánh răng to, dây đai to để nó khuếch đại lên, to hơn. Nhưng mà đây là một chiếc bay vô lăng và lực của nó là 5.5 Nm, tức là cao hơn gần gấp đôi, hơn gấp đôi so với G29, và nó mạnh hơn T300 khoảng tầm 10%. Và đây, toàn bộ tất cả hệ thống phản hồi lực các bạn được truyền thông qua một motor duy nhất, không khuếch đại. Tất cả những cái gì từ game xảy ra nó sẽ được phản hồi lại và đến với bạn thông qua một cái trục duy nhất ở giữa. Và mình cầm nó rất là nặng, mình thấy con này khoảng tầm hơn 6 cân thì phải cầm nặng lắm ấy. Và ở xung quanh chúng ta có toàn bộ được làm bằng kim loại chứ không phải là nhựa đâu. Làm bằng kim loại tại vì phần tản nhiệt motor này nó khá là nóng, nên là toàn bộ phần bên ngoài được làm bằng kim loại và các lá tản nhiệt như này để các nó gọi là tăng khả năng tản nhiệt cho motor ở bên trong. Để cho nó chỉ có duy nhất một cái cụ vô lăng ở giữa thôi. Mọi thứ còn lại rất là nhỏ gọn và tinh chỉnh ở đằng sau. Đơn giản, ở đằng sau chúng ta có phần cắm pedal này, phần cắm một cái dashboard và cái CM, tức là các bạn hiển thị thông tin trong game như tua máy, số, các thứ. Các bạn mua thêm ngoài các bạn thể gắn vào đây. Một cổng USB cắm máy tính và một cổng nguồn 4 chân và nút bật tắt vô lăng, rất đơn giản. Và với kích thước này mình để lên bàn mình thấy nó gọn lắm ấy, nó gọn hơn con T300 hoặc là G29 rất là nhiều. G29 các bạn sẽ phải cắm. Một con này các bạn không chơi nữa, các bạn rút ra phát để bên cạnh thì là xong. Tiếp theo chúng ta đến với cả cái kẹp bàn. Mua ra thì tại vì đây là một chiếc 5.5 Nm, nên là các bạn khi mà mua những bộ vô lăng này chắc chắn các bạn sẽ đa số các bạn sẽ không có cái rig các bạn để toàn bộ gắn vít con vô lăng này vào đâu, mà các bạn đa số sẽ dùng những cái bộ khung nhỏ nhỏ hoặc là các bạn dùng kẹp bàn. Thì đây mua ra đi kèm, và cái ngàm kẹp này các bạn có thể thấy là biên độ kẹp nó cực kỳ to, và các bạn có thể kẹp vào tất cả mọi thứ, các loại bàn mà các bạn có ở trên đời nó đều được. Và mình nhìn hôm nay nó khoảng tầm 6 đến 8 cm ấy, các bạn kẹp vào cái gì cũng được, rất là chắc chắn. Đây chúng ta được hàn sẵn vào đây và 4 cái lỗ để các bạn gắn bay vào và cầm chuyện đang thật đấy. Rồi
cuối cùng chúng ta đến với chiếc đây là phần dây nguồn. Dây nguồn này, đây là toàn bộ phần phụ kiện các bạn có nhiều lắm. Thì mình sẽ dùng để lắp và mua ra cho các bạn một list phụ kiện rất là nhiều. Này mình cũng chả một lần thì cuối cùng là pedal. Đây là chiếc pedal cơ bản khi mà họ để nó đóng hộp ý, họ sẽ để xa nhau như thế này. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ có phanh ở đây và ga ở đây và các bạn sẽ không có côn thì các bạn sẽ phải mua thêm ngoài khoảng tầm 1 triệu và gắn trực tiếp vào đây luôn. Và cái thứ ba, các bạn có thể điều chỉnh tất cả vị trí pedal là các lỗ đây, điều chỉnh rất nhiều vị trí khác nhau. Và nếu các bạn gọi là đua GT, tức là đua hoặc là đua F1 các bạn chỉ có ga và phanh thôi, thì mình nghĩ để như này, các chân các bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với việc mà các bạn sẽ để ở giữa thì chân các bạn sẽ, nếu mà chân to sẽ bị chạm vào nhau. Còn nếu mà có côn thì các bạn mới để sang bên tay trái này thôi. Thì T-Pedal là 100% bằng kim loại nhé, bằng thép hết và cảm giác sờ nó rất là nặng, phần rất là sướng. Và cái cảm biến của nó sẽ là cảm biến hôn, tức là hiệu nó sẽ không phải là biến, nó không phải là chiếc áp biến trở như là trên những chiếc GA9 hay là Throttlemaster. Thì cảm biến hôn này thì đặc điểm của nó đó chính là về độ chi tiết thì nó cũng như nhau thôi, nhưng đặc điểm của nó đó chính là nó sẽ không bị gọi là các bạn dùng thời gian bụi bẩn nó vào, nó sẽ không bị hỏng cảm biến, tại vì cảm biến này nó không có gọi là cái gì để vặn xoay bên trong cả, nó dùng cái cảm biến ở bên trong nó tính hành trình của cái pedal này thôi. Và đây các bạn sẽ đạp và mình thấy là lực ấn của phanh khá là nhẹ, và đây có lẽ là cái điểm yếu mà rất nhiều người bảo trên chiếc Moza SRP này, SRP Line, đây là bản giá rẻ. Nhưng mà cái điểm đấy họ làm, mục đích của họ mình nghĩ là do các bạn khi mà để các bạn gọi là dùng với cả bàn, ghế, các bạn không bị đẩy lùi lại. Thì tí nữa mình sẽ thử xem sao. Và nếu mà các bạn muốn nâng cấp thì chúng mình cũng sẽ có những cái bộ Brake Kit Performance, tức là để các bạn tăng cái độ lực đạp này lên mạnh hơn. Nhưng mà hơi tiếc, đây chúng ta chỉ có một cảm biến hôn thôi, chứ chúng ta không có cảm biến Lost Shell lại thành những cái pedal cao cấp hơn như là SRP hoặc là CRP của Moza, hoặc là những cái pedal của VNM ấy. Lúc đấy các bạn sẽ có cảm biến cân nặng, còn đây các bạn chỉ là cảm biến hành trình đơn giản mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái bộ vô lăng này vào cái máy tính đằng sau, tại vì chắc chắn là gần như tất cả các bạn khi mà mua cái bộ Moza R5 này, các bạn sẽ chưa chuẩn bị cho mình một cái bộ khung rig cố định mà các bạn sẽ gọi là dùng và để chơi ở nhà, hoặc là các bạn mua cho bộ khung rig nhỏ như là cái bộ khung của Arc Cockpit mà mình có review ở đây này, thì các bạn sẽ chủ yếu dùng những cái đấy thôi. Còn những cái bộ chuyên nghiệp hơn như Moza R9 chẳng hạn thì các bạn sẽ cần đến những cái đó chính là những bộ khung chuyên nghiệp, tại vì nó rung rất là mạnh và bàn nhiều lúc thì cũng bị rung bần bật đấy. Thì bây giờ mình sẽ cắm thử toàn bộ này vào trong cái bàn này và chơi thử xem sao nhá. Đây, sau khi mở thì mình thấy có hai cái họ không để trong cái túi này mà họ để trong túi phụ kiện, đó chính là hai cái băng dính của Moza. Để làm gì? Tại vì ở phía sau các bạn chỉ có hai tấm cao su này và có thể nó xong bạn đạp nó sẽ có thể không dính chắc vào bên trong dưới sàn cho lắm, thế là cho chúng ta hai băng dính 3M cực kỳ dày và cực kỳ chắc để các bạn dán vào đây, phát các bạn dán thẳng vào sàn thì cái pedal sẽ cực kỳ chắc chắn. Có nhá, không phải không có như mình vừa mới nói đâu. Và bây giờ mình đã cắm con Moza R5 lên bàn rồi. Và mình cũng cảm thấy đầu tiên của mình đó chính là đầu tiên nó rất là nhỏ gọn. Các bạn cắm này ngàm rất là to và các bạn cực kỳ chắc chắn. Và hệ thống Quick Release này, các bạn thấy là so với việc mà các bạn vặn các thứ thì con này Quick Release cực kỳ nhanh. Cắm vào phát là nhận, cắm vào phát là nhận luôn. Và các bạn kiểu như là các bạn dùng ở nhà nó tiện hơn những con vô lăng to như T300 rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì toàn bộ tất cả mọi thứ các bạn dây cắm sau đều là dây cắm rời và cực kỳ dễ rút, nên các bạn chơi xong các bạn nhấc ra cắt ra xong, không phải như click dây các thứ sau mà còn các bạn chỉ cần rút cái dây đằng sau nhảy ra là xong thôi. Và pedal ở phía dưới thì các bạn hoàn toàn có thể là dán băng dính vào cho nó chắc, cái băng dính đi kèm của Moza ấy. Còn ở đây thì mình đang để ở trên sàn nên nó sẽ hơi bị trượt. Và vô lăng này kết nối với ở bay thông qua hệ thống không dây, và kể cả bay với cả điện thoại chúng ta sẽ cũng có một kết nối không dây. Để bật app Moza lên các bạn tìm một con vô lăng trong này, đây R5, các bạn connect vào phát, thế là các bạn sẽ tùy chỉnh tất cả toàn bộ thông số của vô lăng nếu các bạn không biết chỉnh trên máy tính. Và rồi bây giờ chúng ta trước khi thử nghiệm với tất cả những cái tựa game mà mình chơi thì chúng ta đến với là driver của Moza với tên là Moza Pit House. Thì các bạn đầu tiên, do đây là hệ thống DD, các bạn sẽ không bao giờ phải có cái cảm giác mà nếu mà các bạn nhớ ấy, thì gọi là mở máy và nó vặn kêu một đầu sau kêu một đầu còn lại, sẽ không bao giờ các bạn chỉnh bất cứ góc nào. Ví dụ các bạn đây nhá, mọi người thấy đây là 345 độ đúng không, nhưng mà thấy đây là chuẩn rồi đúng không, center phát xong nó là về không. Điểm mạnh của DD là như vậy. Và những cái thông số phản hồi lực này các bạn có thể tùy chỉnh để nó trở thành một cái vô lăng nhanh và linh hoạt
hoặc là nó mạnh mẽ và nó lì, các bạn có thể tùy chỉnh được thông qua những tốc độ của phản hồi lực này, lực phản hồi lực này và lò xo bên trong đấy. Đó, ở đây họ cho chúng ta một vài cái preset, ví dụ các bạn chạy drift này, các bạn chạy F1 này, các bạn chạy GT, GT đây chúng ta có rất nhiều GT, iRacing này, AC này, AC Official, ACC này, rất nhiều game. Chúng ta có chạy karting, chúng ta có rally này, đấy, rally tùy game, đất rally các thứ các bạn sẽ có. Các bạn điều chỉnh được tất cả mọi thứ họ có preset sẵn rồi. Và như ví dụ như mình chạy GT chẳng hạn, đầu tiên là ACC, đấy, Assetto Corsa Competition, thì chúng ta có 900 độ và game cũng sẽ như vậy. Chúng ta có độ phản hồi của đường mặt đường này, Advanced chúng ta sẽ có những cái như là độ rung của vô lăng này, những cái tốc độ và những nhiều cái thứ gọi là khi mà các bạn đạt tốc độ bao nhiêu km trong một giờ ở trong game thì bắt đầu là phản hồi được từ mặt đường và trên vô lăng. Và một cái nữa là Force Feedback Equalizer, thì chúng ta sẽ có điều chỉnh cái lực phản hồi theo cái độ mạnh theo từng những loại như thế, nhưng từng cái loại các bạn gặp trên mặt đường. Ví dụ như là curb, các bạn chạy 80 km/h, các bạn muốn cho mạnh lên chẳng hạn, đây thì nó sẽ rất là mạnh, các bạn sẽ nhận được dễ hơn, các bạn tùy chỉnh theo ý các bạn. Đây là một cái mà những cái vô lăng thuộc dạng gọi là dùng hệ thống khuếch đại sẽ không có được những cái như này. Và đây còn nữa là gọi là đây là phần FFB curb, tức là các bạn sẽ tùy chỉnh lực phản hồi theo gọi là ví dụ 20% sẽ mạnh hơn chẳng hạn, hoặc là 30% mạnh hơn. Đấy, nhưng mà đây là chạy preset thì các bạn không chỉnh được, các bạn chạy custom các bạn sẽ chỉnh được, là ví dụ các bạn chạy 10% thì nó sẽ mạnh đến cỡ nào. Ví dụ, đấy, nó điều chỉnh rất là nhiều thứ. Và những cái này thì nó không có, những cái miscellaneous thì cũng không có gì đâu. Tiếp theo đến vô lăng, chúng ta sẽ có một hệ thống đèn 3 màu ở đây, không phải đèn RGB nhá. Xanh, vàng, đỏ, và các bạn tùy chỉnh được là tua máy ở bao nhiêu phần trăm thì sáng đèn như thế nào. Đây chúng ta sẽ chỉnh được cái độ sáng này, tăng và giảm sáng. Đây là vô lăng nó chỉnh như thế thôi. Đây, bạn có thể chỉnh nút được. Và đây, cái nút gì đang hiển thị đây, quá trình là tổng cộng là 24 nút bao gồm có lên xuống trái phải, có rất là nhiều. Và cuối cùng là bàn đạp đây mình chưa gắn bàn đạp côn, nó chỉ có ga và phanh thôi. Các bạn thấy là mình đạp ở đây thì nó sẽ hiện lên và các bạn có thể tùy chỉnh được, đó chính là gọi là cái cốp. Khi các bạn ví dụ đạp nếu mà các bạn chỉnh vòng như này thì các bạn đạp sâu ban đầu nó sẽ nhận được ít lực hơn, hoặc các bạn chỉnh ngược lại, đạp sâu ban đầu nhận được nhiều lực hơn và đạp càng về sau càng nhận được ít lực. Cái này sẽ tùy thuộc các bạn để cho các bạn gọi là jailbreaking nó hiệu quả nhất có thể. Nhưng mà đây là một bàn đạp sử dụng cảm biến hôn nên là các bạn chỉnh nó cũng chỉ ở vừa vừa thôi, các bạn sẽ không thể nào phanh ổn định được bằng những cảm biến Locell. Và chúng ta có những cái phần khác như là dash display thì mình không có ở đây, tại vì cái này chỉ đi kèm vô lăng, bay và côn thôi, bàn đạp thôi. Nói chung bây giờ mình sẽ thử nghiệm với cả đầu tiên đó chính là Assetto Corsa Competition, và tiếp theo chúng ta WRC Generation để xem thử là vô lăng này chạy GT và rally nó sẽ cảm giác như thế nào nhé. Đầu tiên với Assetto Corsa Competition thì phản hồi lực của Monza R5 là khá tốt, đủ mạnh để các bạn cảm nhận được trọng lượng xe và lực nặng khi mà các bạn vào cua ở tốc độ cao. Đặc biệt khi các bạn đi qua các khu vực curb thì cảm nhận rất là rõ ràng, nó ở bên trái, bên phải và kiểu bề mặt của curb nó là gồ ghề hay là phẳng. Mặc dù moment xoắn của Monza R5 chỉ là 5.5 Nm nhưng mà nó vẫn mang đầy đủ những điểm mạnh của các motor direct drive, đó là tốc độ phản hồi lực cực nhanh và không có độ trễ. Đây là điều mà các hệ thống sử dụng motor khuếch đại như T300 hay G29 không thể có được. Một điểm nữa để giúp R5 có lực phản hồi tốt đó chính là vô lăng đi kèm kích thước chỉ có 11 inch và khá nhẹ nên lực phản hồi truyền đến tay các bạn không bị sụt giảm. Nhưng mà nếu các bạn muốn có ý định mà sử dụng các vô lăng nặng hơn như Monza RS hay là FSR Formula thì các có kích thước 13 inch hoặc lớn hơn thì các bạn nên nâng cấp lên Monza R9 với moment xoắn là 9 Nm, tại vì 5 Nm thì mình nghĩ là khá là yếu nếu các bạn sử dụng những vô lăng to và nặng. Trở lại với R5 thì mình cảm nhận rõ ràng là mình đang lái một chiếc xe và nó đang là phản ứng lại với mình như thế nào. Sau Assetto Corsa Competition thì mình có thử chơi WRC Generation. Đây là một tựa game đua xe dạng rally với những đường đua trơn trượt, gồ ghề và đắt léo. Thực sự sau khoảng tầm 30 phút chơi thì hai bả vai của mình gần như cảm giác tê và mỏi. Một phần tại vì các chặng đua rally phản hồi lực mặt đường là rất là mạnh và các bạn sẽ phải luôn đánh lái vô lăng liên tục để giữ chiếc xe trên đường đua. Và cũng giống trong Assetto Corsa thì lực phản hồi trong WRC rất là rõ ràng và nhanh chóng nên mình cảm giác được độ trượt của bánh xe lẫn bánh trước lẫn bánh sau để mình có thể điều chỉnh lái giúp những pha power slide cực kỳ chính xác.
Với việc sử dụng công nghệ Direct Drive thì độ ồn hoạt động của Mozart R5 là gần bằng 0. Con số 0 tròn chỉnh sẽ không có quá trình cân chỉnh vô lăng khi bật máy, sẽ không có những tiếng bánh răng khập khập vào nhau, R5 hoàn toàn yên tĩnh và toàn bộ nhiệt lượng tỏa ra sẽ được tản bằng chính cái lớp vỏ kim loại của nó. Sau một tiếng chơi, nhiệt độ ở cái bay chỉ có ấm ấm và không gây khó chịu. Nếu nóng quá thì Mozart cũng trang bị tính năng tự động giảm lực để làm nguội motor, và tin mình đi, việc lái xe một tiếng với Mozart R5 mà không gây đau mỏi thì cũng đã yêu cầu sức khỏe các bạn gọi là khá là tốt rồi, nên các bạn không yên tâm về vấn đề quá nhiệt của Mozart đâu. Điểm yếu duy nhất của Mozart R5 ban đầu như mình nói từ đầu video đó chính là bàn đạp. Với bộ đôi cảm biến hôn cùng với lực phanh khá là nhẹ thì có lẽ tương đương những bộ bàn đạp như của T3PA Thruster, thì việc các bạn căn chỉnh lực phanh để trail braking thì khá là khó. Vì khác với cảm biến Lossell sử dụng lực đạp thì những cái bộ bàn đạp sử dụng cảm biến hôn hay chiết áp thì đều dùng hành trình của phanh xác định các bạn phanh mạnh hay nhẹ như thế nào. Và với cấu tạo cơ thể của chúng ta thì cái việc ghi nhớ hành trình cổ chân sẽ không bao giờ chính xác bằng việc ghi nhớ lực đạp. Nên các bạn muốn tập trail braking để đạt những cái thành tích tốt nhất trong các chặng đua thì cái bàn đạp SRP Line đi kèm này thì không phải lựa chọn gọi là tốt cho lắm, nhưng mà dùng cơ bản thì vẫn là được. Ngoài ra còn một việc nữa, đó chính là chiếc bàn đạp này chỉ kết nối với máy tính thông qua cái bay Mozart R5 thôi chứ không phải dùng USB, nên là khi các bạn thanh lý bàn đạp này thì cũng khá là khó khăn vì các bạn sẽ chỉ có thể bán cho những người dùng Mozart R5 mà thôi. Mặc dù Mozart SRP phiên bản Line đi kèm bộ Mozart R5 này có chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt, nhưng mà hiệu năng của bàn đạp là điểm trừ mà Mozart R5 Bundle mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Những cái trải nghiệm của mình với cả Mozart R5 Bundle thì nó rất là tích cực, và mình cũng đã hiểu tại sao đó chính là chiếc Mozart R5 Bundle này gây sốt đến vậy. Với cái mức giá 14 triệu thì nó thực ra là không hề rẻ một tí nào, đắt hơn T300 một chút, đắt hơn T300 khoảng tầm 40%, T300 khoảng tầm 10 triệu. Nhưng mà những gì các bạn nhận lại được đó chính là các bạn mua một hệ thống mà các bạn sẽ gần như không phải quan tâm những cái lăn tăn các bạn về hệ thống phản hồi lực nữa. Tại vì Direct Drive luôn luôn cho các bạn gọi là một cái phản hồi lực cực kỳ nhanh, chính xác và nó không bị delay. Cũng như là cái hệ thống chuột nhỏ gọn này các bạn để trên bàn, hợp nó kẹp nó rất là hợp, và nó cần tháo ra lại các thứ các bạn chơi xong các bạn rút ra để bên cạnh không bị bừa chỗ những chiếc G9 như T300 nữa. Và điểm nữa đó chính là Mozart mang toàn bộ những cái ngôn ngữ và chất lượng thiết kế ở một sản phẩm cao cấp như chiếc G16, R21, vô lăng RS của họ mang xuống một cái sản phẩm có mức giá rẻ hơn khá là nhiều là 14 triệu. Vẫn các bạn sẽ vẫn có một cái bay toàn bộ bằng kim loại, vô lăng cũng là bằng da, sờ rất là sướng. Phần pedal cũng kim loại 100% nên cả mắt sử dụng trải nghiệm các bạn là trải nghiệm một sản phẩm cao cấp với mức giá rẻ, chứ không một trải nghiệm một sản phẩm rẻ với mức cao cấp. Và Mozart R5 Bundle là một cái sản phẩm chắc sẽ mang cho các bạn gọi là những bước đến bước đầu tiên đến một cái bước gọi là môi trường đua xe chuyên nghiệp. Và các bạn nếu mà có đam mê đua xe thì rất chắc chắn là nên thử chiếc Mozart R5 Bundle này và tìm mình đi thử là nghiện đấy.